Xin chào mọi người đã đến với kênh của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hàng ngày. Các bạn thân mến, bạn đã bao giờ nghe nói về rừng nhiệt đới của cư dân Amazonia chưa? Nếu chưa, vậy thì chúng tôi sẽ nói cho bạn. Đầu tiên, chúng ở vùng trung tâm của Nam Mỹ. Thứ hai và quan trọng hơn, có rất nhiều loài động vật khác nhau. Và một vài trong số chúng thì nguy hiểm chết người. Nên nếu bạn từng ghé thăm nơi này hoặc bạn thích nơi này, vậy đoạn phim này đúng là dành cho bạn. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi nếu bạn không muốn bỏ lỡ những đoạn phim của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ nói cho bạn biết về những động vật nhiệt đới nguy hiểm nhất. Chúng ta bắt đầu thôi. Rắn xanh Anaconda. Dưới đây, chúng tôi thật sự háo hức khi biết rằng rắn xanh Anaconda, loài rắn khổng lồ này đến từ gia đình Boai, sống ở sông nhiệt đới ở Nam Mỹ. Trong các loài rắn, rắn xanh là loài nặng nhất cùng với loài chăn khoang. Mặc dù con người không phải là thức ăn phổ biến của chúng, vẫn có trường hợp rắn xanh tấn công con người. Điều này khá bất thường, nhưng thực sự loài rắn này tấn công khi chúng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Vì thế, nếu bạn muốn vuốt ve hay cuốn nó lên, đó có lẽ không là một ý kiến hay vì nó có thể nuốt bạn và bạn thậm chí không thể nhận ra điều đó. Rắn, và bây giờ hãy nói cho tôi biết bạn có sợ rắn không? Không ư, hãy nhìn lên màn hình này. Loài này là loài lớn nhất của gia đình nọc độc. Nó có thể được tìm thấy ở phía Bắc và các vùng trung tâm khu Nam Mỹ. Nó không những là loài lớn nhất mà còn là độc nhất, có khả năng gây chết người cao nhất ở vùng đó. Vùng nọc độc của nó hoạt động rất nhanh chóng. Nạn nhân có thể chết trong một vài phút sau khi bị cắn. Vết thương chảy máu trong, vết cắn chuyển sang màu xanh và sau đó lan rộng ra khắp cơ thể. Nó cũng là loài rắn không biết sợ, ngay cả khi trong rừng cũng như trong các quận dân cư. Vì thế, hãy cảnh giác mọi lúc kể cả khi ở nhà. Nhện lang thang ở Brazil, một loài nhện ở vùng nhiệt đới, cũng được biết đến với cái tên nhện chuối, là loài nhện độc nhất trên thế giới. Theo các nhà khoa học đánh giá, nó là một trong các loài đáng chú ý bởi hành vi hung hăng của nó. Nó mang kích cỡ cơ quan đầu não của người với nanh đỏ và 8 mắt ở mặt trước. Những chiếc chân lông lớn của nó cho phép nó di chuyển thật sự nhanh chóng và làm hoảng sợ những người công nhân đồn điền, những người làm việc ở cảng và những vùng nhiệt đới và trên những chiếc tàu chở chuối rất sợ chúng. Như tên gọi, loài nhện này lang thang khắp nơi, thậm chí những nơi ta không thể ngờ đến. Loài nhện nhỏ bé này nay có thể mang rất nhiều rắc rối bởi vì nó thực sự rất nguy hiểm. Vết cắn của nó rất độc, triệu chứng đầu tiên là chóng mặt, thở dốc, cao huyết áp và buồn nôn. Nếu không được tiêm kịp thời, nạn nhân có thể tử vong. Một người trưởng thành khỏe mạnh có thể sống sót với loài nhện độc của Brazil này mà không có rắc rối gì. Nhưng những người mắc bệnh về tim, phổi và thần kinh có thể chết trong vài giờ. Những vết cắn này đặc biệt rất độc đối với trẻ em. Hầu hết, trẻ nhỏ nếu bị cắn đều không thể sống sót. Chúng tôi nghĩ mọi người nên cực kỳ cẩn thận khi nhìn thấy bất cứ loài nhện nào. Và nếu trong trường hợp bạn vừa bị cắn bởi một con nhện thì hãy nói với chúng tôi ngay lập tức. Tiếp theo là piranha. Chúng ta có thể đã được nghe nói về loài động vật ăn thịt này. Chắn, nó là loài cá nước ngọt ăn tạp và cũng sống ở khu vực Amazon. Thông số chiều dài của nó từ 5,5 đến 10,2 inch. Mặc dù một vài mẫu vật đã được báo cáo rằng chiều dài của nó lên tới 17 inch. Điều này thật khá ấn tượng đối với một con cá. Động vật ăn thịt này được biết đến rộng rãi ở hàm răng sắc nhọn và một cái miệng ăn mồi gây chiến. Bên cạnh đó, hình thái chức năng tiềm ẩn của hàm răng cho phép loài sinh vật này có lực cắn lớn hơn 30 lần trọng lượng. Nhờ đó, thông số có thể dễ dàng bởi 3 xương. Tôi vừa đưa ra thông tin này và bạn có thể bạn sẽ không đi bơi ở dòng sông Amazon nữa. Cá sấu caiman đen. Chúng ta bắt đầu bằng những con quái vật có thể là nói là đáng sợ nhất ở đó. Loại cá sấu Nam Mỹ khổng lồ này bắt nguồn từ dòng sông Agatoy, sống ở những dòng sông Amazon. Nó khác với những thành viên khác của dòng bởi vì nó ăn cả những cá thể nhỏ hơn cùng loại. Bạn có thể tưởng tượng không? Nó rất dễ nhận biết nhờ màu đen đặc trưng của nó. Một vài con to nhất dài tới 20 phân có thể ăn cả những con vật như nai, một số loài gặm nhấm và những động vật có vú khác. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang ở gần một con cá sấu Sami đen một ngày đó có thể sẽ là ngày cuối cùng của bạn ở trên trái đất. Điều này có thể xảy ra bởi 76 cái răng của nó được sắp xếp và quay hàm theo hình của một chiếc kéo. Nhờ vậy, con vật có thể nắm bắt được con mồi của nó là thật chặt và ăn nó một cách nhanh chóng. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy một vật gì đó tương tự giống con vật này, hãy thoát khỏi nơi địa ngục đó ngay. Video hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy like và chia sẻ video và đừng quên đưa ra những ý kiến của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.